Đó là điều Real Madrid muốn, ngay tại đây, ngay tại Bernabeu. Real Madrid sẽ làm những gì họ muốn. Carlo Ancelotti đã nói gì? Ông nói muốn đội bóng của mình sẽ tấn công. Nhưng đó chỉ là lời nói gió bay trước ống kính phóng viên. Bởi tất cả sẽ cóc quan tâm ông nói thật hay nói dối. Họ chỉ quan tâm ông có thắng hay là không. Nathan Ake không thể đến với Real Madrid và bộ ba trung vệ lý tưởng của Pep như mọi khi đã không thành hình. Walker vì thế sẽ đối đầu với Vinicius bên cánh phải của đội khách. Đó cũng là những gì tốt nhất mà một người bình thường có thể chỉ ra. Điều đặc biệt không còn nằm trên giấy nữa. Nó sẽ dựa vào phần lớn những đôi chân ở trên sân. Nhưng theo cách nào đó, Man City đã rơi vào vòng xoáy mà Real Madrid đã tạo ra, cho phép họ cầm quả bóng nhưng không cầm thế trận. Tất nhiên, để có thể làm được điều đó, sóng gió là thứ phải chấp nhận. Sóng gió chính là cú dứt điểm búa bổ của Kevin De Bruyne và tin vào khả năng của Thibaut Courtois để cản phá. Nhưng cơ hội đến liên tục với Man City. Họ sút xa, họ đánh đầu, họ làm đủ thứ trò có thể. Đó là sự áp đảo mà người ta vốn biết trước. Không câu lạc bộ nào có thể ganh đua với điều này. Real Madrid hiểu họ không ganh đua để giành lấy trái bóng. Họ chỉ làm tất cả để lưới của mình không rung lên, ngay cả là tiếp sức mạnh tinh thần cho Courtois ở bên dưới. Nhưng Man City cũng biết rằng thứ Real Madrid đang chờ đợi chỉ là những sơ hở. Như khi Vinicius Junior vừa cướp được bóng, người hâm mộ đội khách đã thót tim với cú căng ngang ấy và chỉ thở phào khi cái chân của Ruben Dias xuất hiện đúng chỗ để giải nguy kịp thời. Người ta cũng chờ đợi vào năng lượng của Bernardo Silva. Nhưng có vẻ chính anh cũng đang khó khăn với chàng hậu vệ part-time gần như sẽ được thăng chức thành Fulham, Camavinga. Gần như cậu nhóc 2002 này chẳng còn có thể gọi là nghiệp dư nữa rồi. Chiếc túi của cậu sẵn sàng đựng Silva bé nếu cần thiết. Đó, lần nữa nhắc lại là điều Real Madrid muốn khi đối phương có bóng, có cơ hội. Nhưng bảng tỷ số vẫn là con số 0. Để sự trừng phạt của họ trở nên ý nghĩa, Camavinga như một động cơ lao lên và chỉ biết lao lên, đưa quả bóng cho đồng đội. Để rồi khi Vinicius Junior ở đúng vị trí ấy, chàng trai này đã quyết định thực hiện điều táo bạo, một cú sút thẳng vào lưới người đồng hương Ederson. Một cú dứt điểm chéo góc đầy bản năng và Ederson đã chậm chỉ phần vài giây để chặn được bóng. Đó là cách bùng lên cả một Bernabeu ngập tràn màu trắng. Real Madrid đã dẫn trước với pha dứt điểm duy nhất, cú sút duy nhất trúng đích trong 45 phút đầu tiên. Chẳng có điều gì Real Madrid hơn thế này. Họ tạo nên những khoảnh khắc và khiến việc cầm bóng ra sao, gây nguy hiểm thế nào trở nên vô nghĩa. Một nụ hôn thật nồng cháy lên logo, Vinicius lại làm được điều đó, trở thành người hùng và nhân vật chính của thước phim mang tên Champions League. Trong cả sự sôi động ấy cũng kèm cả vài tiếng la hét của Pep ở ngoài đường biên. Có lẽ ông nói là các cậu làm cái quái gì mà để chỗ trống đó như vậy, hay điều gì đó tương tự cái cách Man City đã để thua trong hiệp 1. Một lần nữa cho thấy con cáo nguy hiểm ra sao, nhất là trên địa bàn của nó. Và 45 phút kế tiếp của hiệp 2 hẳn cũng ẩn chứa những điều không dễ dàng gì cho những vị khách. Ancelotti đã nói về chuyện tấn công, nhưng hiệp 1 của Real chưa làm những gì ông nói. Họ chỉ làm được điều về sau là ghi bàn nhiều hơn đối thủ của mình. Nhưng với Madridista, điều mong muốn cũng chỉ cần như vậy mà thôi. 45 phút còn lại trên sân Bernabeu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm thế của cả hai. Man City hiểu rằng làm được điều gì đó sẽ mang họ trở lại và vẫn còn một Etihad vững chãi ở sau để tin tưởng. Họ không thể để Real Madrid làm rung mạnh lưới của mình một lần nữa. Nhưng Karim Benzema đã cảnh báo họ rồi. Và may mắn là Ederson đã hóa giải cú sút ấy thành công. Man City cũng biết cách để đáp trả. Và khoảnh khắc này khi Kevin De Bruyne đối diện với chính Courtois được coi là một trong những pha đỉnh nhất. Người chiến thắng là thủ thành người Bỉ và Kevin De Bruyne cũng đã rơi vào thế việt vị. Ngay cả cú cứa lòng chân trái sau đó, Courtois chưa bao giờ làm bạn phải thất vọng ở Champions League cả. Nhưng khi Man City gần như chỉ biết trông chờ vào Kevin De Bruyne trong một ngày mà đối phương kiểm toàn mọi vị trí còn lại, thì chính anh cũng đã lên tiếng thì nói rằng không chỉ Real Madrid biết sút xa với một cú dứt điểm không thể cản phá từ ngoài vòng cấm, và quan trọng là vượt qua phản xạ của Thibaut Courtois để chính thức làm rung mảnh lưới của Real Madrid ngay tại thánh địa Bernabeu. Khoảnh khắc ngôi sao ấy của Kevin thực sự đã khiến Madrid rơi vào trạng thái không mong muốn. Ở sân nhà, họ cần phải giành chiến thắng. Và Ancelotti hiểu rằng ông phải thúc giục các học trò làm điều đó. Giờ người vội vã lại chính là chủ nhà. Hóa ra khi Real Madrid thực sự muốn tấn công, họ cũng đáng sợ chứ không chỉ là nói xuồng. Họ hoàn toàn dồn lên phần sân của đối thủ và những pha dứt điểm cứ thế xuất hiện. Cướp bóng, dứt điểm, lại lặp lại trình tự như vậy. Real Madrid chạy đua với thời gian còn lại của trận đấu. Và khoảnh khắc này có lẽ đã khiến nhiều người thót tim. Cái tên Karim Benzema đã quá mảnh với họ và những pha đánh đầu của anh cũng vậy. Cú treo bóng của Toni Kroos là quá hiểm và pha bật lên của Benzema là quá chuẩn chỉ.
Nhưng Ederson thật tuyệt vời khi đã dành hết sự tập trung để cản phá nó. Man City đúng nghĩa thở oxy trong phần còn lại của trận đấu. Và lần này, họ thực sự cầu nguyện vào Ederson để đứng vững với đôi găng ở trên tay. Cơ hội này cho tới cơ hội khác, nhưng Real Madrid lại không thể thành công. Ngay cả cú đại bác đưa bóng như tên lửa của Tchouaméni cũng không thể thoát khỏi tầm cản phá của Ederson. Đó không còn là một Man City áp đảo đối thủ của mình nữa, mà là một đội bóng đang cố gắng bảo vệ thành quả. Chỉ cần không thua tại Bernabeu, họ chỉ cần có vậy thôi. Cho tới khi tiếng còi kết thúc vang lên, đó là lúc họ thực sự ăn mừng. Liệu đây có giống một thất bại của Real Madrid không? Có vẻ là không. Họ chỉ không thể biến mọi thứ thành chiến thắng ở những phút cuối. Có một khoảnh khắc đáng chú ý, đó là khi Ancelotti nhận một chiếc thẻ vàng từ trọng tài. Ông đã phàn nàn về điều gì đó. Liệu có phải là pha bóng của Bernardo Silva khi bên Sport phát hiện nó đã bên ngoài vòng cấm? Nhưng The Citizen thực sự cũng không tìm được bàn gỡ trực tiếp từ pha bóng đó. Đã có những ngôi sao sáng nhất được vinh danh, nhưng đây không phải là trận đấu của tất cả. Vì Erling Haaland đã không thể làm gì nhiều, kể cả cho Rodrigo đã nói không ai biết cách ngăn chàng trai người Na Uy. Có lẽ Rudiger là một người trầm tính không tiết lộ quá nhiều bí mật. Hàng tiền vệ của Real đã chơi không tồi, nhưng sự tỏa sáng của Kevin lần này đã lấn át họ. Kevin xuất hiện trong trận đấu có những Luka Modric, Toni Kroos và Fede VanVerde và nhận giải thưởng này để mang về nhà. Người ta cũng chứng kiến khoảnh khắc anh trao cái ôm với Thibaut Courtois. Có lẽ chính họ cũng không ngần ngại phải đối diện nhau khi quá khứ đang dần lùi lại. Jack Grealish cũng đã có một ngày thi đấu đầy thể lực với Dani Carvajal và có lẽ anh sẽ lên kế hoạch cho màn đối đầu lần nữa ở lượt về. Pep Guardiola hay Ancelotti, họ đã có những lựa chọn an toàn cho 90 phút đầu tiên của cuộc đối đầu này. Và có lẽ Pep đã thở phào sau kết quả cuối cùng khi đã trở nên trông mệt mỏi với bàn thua đầu tiên. Có lẽ khi đó ông đã tự hỏi vì sao điều này đã diễn ra. Nhưng chứng kiến Man City sống sót sau những phút cuối cùng cũng là điều đã trả đủ cho Pep. Bóng đá đôi khi không cần đẹp và áp đảo. Với chính Real Madrid, chắc chắn bóng đá cũng không cần đẹp và áp đảo ở mọi lúc. Vì bạn không thể biết tay săn bàn số 1 của mình khi nào sẽ tịt ngòi, hay đối phương sẽ phản công và làm đau bạn ra sao. Bạn cũng có thể sống với thứ bóng đá chịu đựng, miễn là khi hồi còi kết thúc, bạn có một trận hòa ngay tại Bernabeu và có thể là hơn 90 phút tại mái nhà quen thuộc. Đây mới là điều bạn cần. Chưa chắc bạn đã giành chiến thắng, vì Real Madrid luôn là định nghĩa bất hợp lý tại đây. Mọi ký ức của năm ngoái vẫn còn rất dữ dội nếu nhắc lại. Còn chúng ta thì sao? Có lẽ trận cầu này chưa đủ phê như mong đợi, nhưng nó đã đủ mọi gia vị để kích thích cho cuộc gặp gỡ một tuần sau để trở thành một bữa tiệc thịnh soạn.